Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình thôi nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp nhận token ASA chạy trên nền tảng của Aronran là bạn. Aronran Chain. Đây thì một cái mạng mới của mình cũng mới biết nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả thứ nhất của mình, các bạn đào về một cái app có tên là ví Aronran Wallet Chain các bạn. Sau khi các bạn download ví xong thì các bạn tạo một cái tài khoản nha các bạn. Thì tạo tài khoản nó cũng tương tự như ví Chút Wallet các bạn. Nó có 25 ký tự đặc biệt, các bạn bắt đắp được lưu 25 ký tự đặc biệt để sau này có một ví để được con các bạn. Sau khi các bạn đã có một cái ví Aronran này các bạn, wallet này, thì các bạn cần phải có tập cần là có ký hiệu là Aronran để làm phí gas chuyển các bạn. Thì tập cần này nó đã list rất là nhiều sàn này các bạn, như là sàn Binance, Coinbase, Huobi, KuCoin này nó các bạn, với giá là 0.9 cho đô cho một tập cần này các bạn. Thì sau khi các bạn có ví xong thì các bạn bấm vào đây nè. Thì địa chỉ nhận của mình là địa chỉ này nè các bạn. Các bạn bấm vào mục này nè. Nè, đây thì có mục gỡ và nhận, nó cũng tương tự như ví chocolate thôi các bạn. Thì các bạn copy cái địa chỉ ví nhận của mình chỗ này nè các bạn. Rồi, sau đó thì các bạn lên sàn Binance hoặc là Huobi, các bạn nạp USDT hoặc là BNB này nọ đâu các bạn. Các bạn mua chạy qua coi con tốc cần là ALRO nè các bạn. Sau đó các bạn bấm vào withdraw, các bạn rút thôi các bạn. Thì các bạn dán cái app địa chỉ vào đây nè. Thì mình rút nó tới 10 đô, 10 tốc cần các bạn, tới 10 đô đó. Rồi đây thì network thì nó có một mạng là Aronran, nó còn mạng nó không có chạy trên nền tảng nhà C20 như là hoặc là Bet20 này nọ đâu các bạn. Bet2, Bet20 đâu. Nó có một mạng qua. Rồi các bạn chọn 10 nha các bạn. Rồi bạn bấm withdraw các bạn. Sau khi có cái token, sau khi có token trong ví nè các bạn, thì các bạn có đủ điều kiện để tham gia chương trình này góp này nha các bạn. Sau khi các bạn có một cái số token trên địa chỉ ví thì các bạn cần click trên phần link mô tả của mình, các bạn mở cái link phong ngay các bạn. Thì các bạn vào đây các bạn follow tờ Twitter và tờ Twitter đâu mà. Bạn vào đây các bạn follow nè. Câu này mình làm một cái video không có hướng dẫn các bạn tạo ví nên nó hơi lòng vòng chút xíu nha các bạn. Đối với những bạn làm iRush thì mình nói xương qua các bạn hiểu. Các bạn like nè các bạn. Rồi các bạn chỉ dẫn về tờ Twitter nghe các bạn. Like nè. Các bạn tờ Twitter lên nghe các bạn. Sau khi các bạn tờ Twitter lại xong thì các bạn bắt up lại cái link phong nghe các bạn. Dòng đầu tiên thì các bạn điền là username tờ Twitter của các bạn nè. Cộng win VNNH9. Khá là đơn giản luôn các bạn. Rồi, cái dòng này thì WhatsApp là cái địa chỉ ví Aronran Chain các bạn nè các bạn. Này cái tiếng của gì đâu mình khó hiểu quá các bạn. Tiếng Anh không có tiếng Anh mà tiếng Việt không có tiếng Việt. Rồi các bạn nhấp vô đây nè các bạn. Các bạn nhận nha các bạn. Các bạn copy nè. Rồi các bạn dán vô đây nha các bạn. Phan để mình dịch qua tiếng Việt. Thì để phân phối token này thì các bạn cần copy cái mã ID này nè các bạn. Các bạn copy ID nè các bạn. Các bạn qua với Aronran Chain của mình nha các bạn. Các bạn add con chắc của nó vào nó mới phân phối token nha các bạn. Thì để add con chắc được thì các bạn bấm vào add new asset nè các bạn. Các bạn bấm qua ALL nè, bạn dán cái ID name nó vào nha các bạn. Rồi, các bạn dán cái ID vào thì nó ra một cái token là Aronran như nè các bạn. Các bạn bấm vào add nha các bạn. Thì các bạn sẽ mắc phí ra một chút phí ra nha các bạn. Asset. Mình đây mình tìm mình coi là cái mã ID chính xác không các bạn. Đúng rồi các bạn bấm vào Asset rule nè các bạn.
app rule. Rồi, như vậy mình đã có một phải các bạn. Cái địa chỉ ví mới này mình cũng hơi ấy chút quá. Như vậy mình đã áp được một địa chỉ tốc cần alon nè các bạn. Rồi, sau đó thì các bạn mở cái link form ra tiếp tục nha các bạn. Đã thêm, chúng ta đã bắt đầu rồi, các bạn tiếp vào đây nha các bạn. Tiếp tục thì nó nói là điều bạn thích nhất về Alonrad là gì. Đây thì dự án của sói, điều bạn thích nhất về sóc là gì. Thì các bạn mở tờ Twitter của dự án ra này các bạn. Và nhấp vào đây nè các bạn. Thì các bạn xuống tìm những cái bài bình luận của nó các bạn. Hiện chất chỗ này. Các bạn dịch cho các bạn copy của một dòng của một cái bạn nào đó đi các bạn. Khoan khoan các bạn. Mình copy cái này đi các bạn. Để mình qua bên Google dịch cái các bạn. À như vậy là chùm câu hỏi đúng các bạn. Dự án tuyệt vời trên chữ khối Alonran. Tôi rất thích được khám phá cả không lồ năng sự ngũ say. Rồi các bạn copy cái dòng này nha các bạn. Cái dòng bình luận của các bạn nước ngoài. Rồi các bạn dán vào đây. Các bạn bỏ bớt cái này đi. Còn câu hỏi này nó là điều bạn thích nhất chỉ sóc là gì. Thì bạn cũng tiếp tục qua bên tàu Twitter cũng tìm câu hỏi nó cho hợp lại nha các bạn. Các bạn việc ăn cắp câu hỏi làm sao mà cho nó cấp khớp câu hỏi chung được rồi. Qua ông này này. Qua nước khác này. Copy này. Qua câu dịch tiếp tục này. Điều bạn thích sóc là gì. Các bạn hãy tham gia cộng đồng Gold trong để góp của họ. Điều đó rất tuyệt. Cảm ơn Alongan vì cơ hội. Cảm ơn cầu mà anh chị cơ hội à. Rồi các bạn copy cái này luôn đi. Điều câu hỏi trên thì mình hợp lại các bạn. Để mình tìm câu hỏi dưới các bạn. Thì các bạn qua trang CoinMarketCap nha các bạn. Để mình tìm câu hỏi các bạn. À đây nè các bạn. Thì câu hỏi này từ các bạn suy nghĩ các bạn. Các bạn sao chép mạng Alonrad nè. Thì các bạn qua bên Google dịch. Các bạn dịch, các bạn ghi ra tiếng Anh các bạn. Các bạn ghi ra điều tôi rất thích về sóc là xây dựng nền tảng Alonrad. Rồi các bạn dán cái vào các bạn. Rồi các bạn xong nha các bạn. Rồi các bạn dịch qua tiếng Anh nghe bạn. Rồi các bạn copy dòng này nha bạn. Rồi các bạn bắt upload. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn kiểm tra lại một lần nữa nha các bạn. Câu này không quan trọng các bạn. Rồi bạn chỉ bấm gỡ là xong nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình iGroup nhận tốc cần Aron đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.